lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư mang âu sầu. Qua bao nhiêu dãi dòng mà lại nỡ qua cầu sáng ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lơ làng. Tiếc một đời sợ xác, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phố vàng cho hoa kia úa tàn. Thương số kiếp bẽ bàng rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gợi lên trời. Chờ ngày mưa thối rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm vơi. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thơ dài. Nhân vật bí ẩn thứ hai của chúng ta đó chính là Sao có chuyện mình trùng hợp đến như vậy? Lâu quá mới gặp mười mấy năm rồi, bây giờ mới đi hát lại hả? Trời ơi, lâu quá mười mấy năm mới gặp lại. Anh này quê ở Đắk Lắk phải không anh? À, em đang nghĩ tới Hồ Quang Hiếu à? Đúng cái vậy, ở Buôn Mê Thuột phải không ạ? Anh không biết anh có thuộc hay không? Chào Lâm Vỹ Dạ. Dạ, chào anh. Cho hỏi vì sao khúc hồi nãy anh đọc với anh? Hát không nổi. Thường hát không nổi, giả bộ đọc diễn luôn. Tại vì kinh doanh nhiều quá, nó bỏ hát mười mấy năm rồi. Anh rất là ngưỡng mộ Lâm Vỹ Dạ. Em nguồn người gốc Huế đúng không? Dạ, em theo em biết thì hình như em với anh ở chung làng với nhau á anh hả? Gần quê anh đó. Dạ, anh ở đâu? Rạch Giá, Kiên Giang. Gần quê. Ê, ê, ê. Rạch Giá, Kiên Giang có một ca sĩ đẹp trai, Liên Bỉnh Phát. Chính xác. Thôi không muốn dòng do, anh giới thiệu cho em biết luôn. Anh là một ca nhạc sĩ, kiêm đạo diễn, kiêm diễn viên, kiêm nhà sản xuất và là giám đốc một công ty phát hành phim băng đĩa nhạc. Wow. Hiện nay anh là trụ cột của một gia đình đông con. Anh có quen một người bạn, anh ta rất là sợ vợ, người đó em biết. Anh ơi, những cái gì mà anh nói là thiệt không anh? Thiệt. Em muốn biết người đó là ai không? Ai vậy anh? Hứa Minh Đạt. Hứa Minh Đạt. Anh này có cái sự hề hước nè. Có nghĩa là anh này từng đóng phim rồi nha. Nếu mà ca nhạc sĩ á, thì không phải Liên Bỉnh Phát. Anh nhiều nghề quá cho nên bây giờ anh đi bán lan rồi. Trời ơi, tức thiệt chứ. Có phải Hứa Minh Đạt là chồng em không? Anh có thể hỏi cái câu mà không ai biết không anh? Anh hỏi cái câu gì mà cả nước đều biết vậy anh? Không, anh muốn nói là em có tin là Hứa Minh Đạt đang đứng đây không? What? Làm sao có chuyện đó, chồng em không ở Rạch Giá, Kiên Giang đâu. Em tin là nói thật của anh à. Anh cũng chặt chém dữ lắm. Vậy mới vừa cái miệng của em chứ. Nè, vô. Em tự nghĩ đi, với phong thái nói chuyện duyên dáng hài hước và chặt cỡ này thì có phải ca sĩ không? Chỉ có hài thôi. Không lẽ là anh Trung Dũng sao ta? Không. Thôi đi, khỏi luôn. Hồi nãy giờ tôi nói tên ai cũng vỗ tay hú y vậy hết. Bây giờ anh nói cho em nghe một thông tin nữa nè. Dạ. Em biết ai hát bài Buồn làm chi em ơi nổi đình nổi đám gần đây không? Dạ, Hoài Lâm. Anh nói cho em biết tên anh cũng có chữ H. Đoán đi. Anh Lý Hải ở Tiền Giang. Anh Hoài Linh nè. Giỡn hoài ông nội. Anh Hoài Linh quê nào ở Rạch Giá Kiên Giang mắc mà. Thôi đi. Giờ ai đi ta, anh đừng có gạt em nữa anh ơi. Thiệt. Thua đi, thua đi. Anh tên gì? Anh tên gì? Vợ anh tên gì anh? Nhắc tới vợ anh nổi da gà trời. Sao vậy, sao vậy? À, tối qua đi về trễ nó cho ngủ ngoài đường. Thôi, bỏ qua đi. Tìm tên anh được rồi. Anh cao mét mấy anh? 7m15, ủa quên, 1m75. Bây giờ em hỏi mấy anh em ở dưới đi. Hỏi Quách Tuấn Du nè, Phan Đình Tùng nè, anh Hồ Việt Trung nè. Hỏi anh Mười Khó đi chắc ăn nhất. Mới ăn hôm qua quá Mười Khó. Ủa vậy hả? Dạ. Sao không gọi cho tôi trời? Gọi mắc không giảm giá là sao? Ôi nè, dạo này ta đại gia rồi. Ta đại gia rồi, ta làm đủ thứ chuyện mà. Discount phần trăm không còn nữa. Don't care. Không cần. Hôm qua anh ta bao chứ không có trả tiền. Thất vọng quá đi. Dạo này tôi mời show cũng không có nói giá luôn á. Vậy hả? Không có nói về cách xê. Đừng có lỡ miệng. Lòi ơi em tức quá à. Vậy mọi người chị Dạ tin em không? Tin, chị tin em Trung. À, anh đã ưa đóng những cái phim về anh em đúng không? Đúng rồi. Người này hát một bài, có từng hát một bài về anh em. Mà bài này nổi tiếng. Đề nổi tiếng, nổi nha, mà nổi nha. Anh này có tập tạ không? Gợi luôn, không cần tập tạ mà tướng vẫn đẹp. Anh này cái rồi. Gì anh cũng tập. Anh Ngọc Sơn hả? Hay. Chị hay đó nha. Anh Ngọc Sơn, anh không có chặt chém vậy, anh hiền lành dễ thương, có hiếu lắm. Anh này anh cũng hiền khô à chị à. Tức quá à, thiệt luôn á. Em nói thiệt, lát hồi em mà trả lời sai vừa cái tường này vừa lên em nhào qua em quýnh anh á. Anh với em đã từng có một kỷ niệm. Ôi ôi, wow, hồi hộp quá. Khoan, kỷ niệm đó là trước khi vợ em tôi lấy chồng chưa? Nếu không có Hứa Minh Đạt, hồi đó mình đã đi xa rồi. Nè, tôi không tin bên đó là anh Đức nha. Thấy chưa, thấy chưa? Đức nào ở vậy? Bên đó mà là anh Đức, cái tường này tôi đục tôi qua luôn á, chứ đừng nói đợi cái tường này dở lên. Ủa em, thấy anh Đức chưa? Anh Đức có khả năng nhái giọng rất nhiều người nha. Không biết mọi người nghe chưa chứ anh Đức mà nhái giọng của nhiều người Tiền Giang đã nghe rồi, giống y chang. Mấy anh em mà quý vị nghe nói chuyện như vậy là biết ở nhà nó giữ cỡ nào với Hứa Minh Đạt. Vậy là không phải anh Đức rồi. Em còn nhớ cái tấm hình em chụp căn cước không? Mới đăng Facebook mấy ngày đó nhớ không? Thiệt chứ. Đó, lộ thêm thằng nữa đó. Tôi nói là hồi lộ cả đống luôn cho bà con coi. Lâm Vỹ Dạ thân mến, đây thật sự là ai? Thật ra thì em không đoán được luôn á anh ơi. Nãy giờ anh cứ tung quả mù em hoài, anh dắt em đi vòng vòng hoài. Bây giờ anh nói cho em nghe, tên của anh cũng có chữ H giống như Hoài Lâm. Nhưng mà H là chữ hờ ở đầu chữ luôn hay sao anh, hay chữ ló? Chữ H mà muốn để đâu cũng được. Gợi ý vậy còn muốn gì nữa? Lý Hải nè em. Đó là một ví dụ vậy. Hương Lan. Tuấn Hưng có chữ hờ đó. Đàm Vĩnh Hưng nữa cũng có chữ hờ luôn. Bây giờ tôi nói thêm một gợi ý nữa nè. Mấy người mới hát cái bài của tôi hồi Tết đó nhớ không? Cái bài mà tôi coi tôi khóc gần chết luôn, tôi ra nước mắt luôn. L mà có gì hát. Đây là anh Long Nhật. Lâm Hùng. Ai? Anh Lâm Hùng. Đúng rồi. Lâm Hùng nó đâu có nói nhiều như vậy đâu. Anh Lâm Hùng à. Tại sao quyết định là anh Lâm Hùng? Tại vì cái gợi ý cuối cùng của ảnh. Coi chừng tôi dụ bà thêm lần nữa là bà đi xa lắm. Mùa xuân xa quê hát chung với chị Cát Phượng là anh Lâm Hùng ảnh viết. Ủa cái thông tin đó thì chương trình biết nhiều lắm. Dạ anh Lâm Hùng à, xin mời âm nhạc, xin mời. Buồn làm chi em ơi. Chưa có vô đâu bà. Ủa vậy vậy? Nắng mưa nào bởi do mình, tất cả là thiên ý, nên tình đành phải dở dàng. Duyên mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm theo hoa rơi bên hiền và xin giữ ân đành con tim. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gợi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm vơi. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại, dù thời gian phôi phai xin gửi vào một tiếng thơ dài. Tương lai lỡ sai vẫn kịp quay lại, dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thơ dài. Em gặp ảnh em rung mà em quên lời luôn. Anh Hùng mà không nói cái thông tin cuối cùng thì không bao giờ đoán ra được. Như vậy là Lâm Vỹ Dạ dù gì dù cũng đoán được đây là ca sĩ Lâm Hùng. Hồ Việt Trung thân mến, trao lại vương miện cho người mới. Dạ đây. Ủa cái đó cái vương miện nữa hả? Đúng vậy. Bây giờ tôi biết cái băng đô chứ. Đó, mình phải nắm tay nhau trước đó. Đó rồi đó. Treo lên. Ôi. Không được. Nói chung là hên thôi. Cảm ơn em đã hát bài hát của anh sáng tác. Dạ. Vâng, anh không những đó là một kỷ niệm, và anh với Trường Giang cũng có một kỷ niệm. Có hai bài hát của Trường Giang viết cho Lâm Hùng năm 2006, em còn nhớ không? Dạ nhớ chứ. Ở quán cà phê trên đường người tình, đúng rồi. Trên cái đường gì? Cà phê Piano đường Hồ Xuân Hương. Dạ. Đúng không? Tại hồi xưa á khổ quá mà, cho nên mình biết được cái gì thì mình cứ mày mò kiếm được tiền mua rau mua cháo là vui rồi. Mà lúc đó gặp anh Hùng á là đẹp trai đồ hiệu từ trên đến dưới, mà biết sao không? Kế bên là trời dài không có. Hồi xưa không tiện nói mất công gia đình. Chứ không tiện, đẹp lắm. Hồi đó cô đó đẹp. Thôi đừng nói.